Hey, xin chào tất cả mọi người, xin chào tất cả cô chú anh chị đã quay trở lại cái mặt móc của Hot Boy ngày hôm nay của chú anh chị. Lại bỏ drama kia, lại đến drama này thì cô chú anh chị hãy nhớ ủng hộ em nha mọi người. Thì ngày hôm nay lại cái drama sóng gió gia tộc của cố nghệ sĩ Vũ Linh thì mọi người cũng đã thấy rồi. Thì đang rầm rộ trên mạng xã hội rất là nhiều cái nguồn dư luận chấn động, cực kỳ chấn động của chú anh chị. Thì cũng có những cô bông hậu, hoa hậu mọi người, nó hoa hậu gọi là hoa hậu drama, hoa hậu drama thì dấu răng nào cũng có hoa hậu đó, thì hoa hậu bông Phương Lê đó không mọi người. Thì lại tiếp tục có một cái cô hoa hậu cũng là gọi là hoa hậu đất thép, hoa hậu Củ Chi, đó là hoa hậu Mỹ Xuân nè. Thì ngày hôm nay em muốn chia sẻ một cái nguồn thông tin cho cô chú anh chị liên quan tới drama này. Thì những cái bông hậu cũng đã bây giờ khá rầm rộ trên mạng xã hội rồi mọi người. Thì mọi người cứ biết đi, chị Hồng Loan ngày hôm qua đã có một buổi livestream gọi là tràn đầy nước mắt rồi thưa cô chú anh chị. Thì trong câu chuyện này rất là tội cho chị Hồng Loan, và đặc biệt cái người mà quan tâm chị Loan, mà kề cạnh chị Loan trong cái drama này từ đầu cho tới hiện bây giờ, đó là ai mọi người? Là chị Ni. Cái chị này là một người mà mình đáng, thì cái chị này là một người mà mình đáng yêu thương và đáng trân trọng đúng không không cô chú anh chị? Đó là chị Ni. Thì một người đến với Hồng Loan làm bằng cái tâm, mình thấy rõ ràng bằng cái tâm, bằng cái tình. Nhưng mà ngày hôm nay thì chị Mỹ Xuân thì không biết lý do gì, thì chị này là cũng là mình cho là một người khán giả, một người làm YouTube thưa cô chú anh chị, thì đến với Hồng Loan, đến với gia đình của gọi là cố nghệ sĩ Vũ Linh đó mọi người. Đó, thì cũng có quay clip rồi đi theo dẫn Hồng Loan, thì không biết là trong nội bộ như thế nào, thì bị hất hủi ra làm sao thì mình không biết. Thì nghe từ miệng của chị Mỹ Xuân nói thì nghe kiểu trách hờn cô chú anh chị, bỏ rơi đó. Thì mình không biết là bỏ rơi hay sao. Thì có một cái clip bữa trước thì mấy anh em cũng chia sẻ rồi, thì ngày hôm nay chị Mỹ Xuân nhập viện là cô chú anh chị, vì căn bệnh của mình thì chị nhập viện rồi. Nhưng mà chị nhập viện mà trên tay chị còn đeo ống rồi vô nước biển rồi, mà chị vẫn lên chị làm một cái clip mấy tiếng đồng hồ thôi cô chú anh chị, để nói về cái vấn đề mà về chị Ni với Hồng Loan hắt hủi mình và phân trần nó lý luận lý lẽ. Thì mọi người nghe cái sự mà gọi là phân tích của chị Mỹ Xuân như thế nào, rồi để mình phân tích cho cô chú anh chị nghe. Thì em chia sẻ như thế này nè chị Xuân. Đó, mình cũng là YouTube thôi, mình cũng là một người YouTuber để kiếm tiền thôi. Thì mình làm được cái gì mình làm. Đó, mình chia sẻ thông tin, người ta không cho mình tiếp cận thì mình cậy người ta. Người ta đuổi mình, chị cũng đã lên tiếng là người ta không thích mình, không thích thì mình đừng đến nữa. Thì mình đừng có nói, mình nói qua cái chuyện khác, đúng không? Đó, chị nói làm chi cho, mà chị bệnh mà chị không nghỉ ngơi, mà chị lên chị nói làm chi cho nó mệt vậy chị Mỹ Xuân. Thì nói chung là lúc trước em cũng mình cũng đã từng quen biết, nhưng mà thật sự cái ngày hôm mà em thấy chị đến được nhà Hồng Loan á, thì chị đi với Hồng Loan với chị Ni á, thì những anh em YouTube cũng như là Bánh Mì Trúc Ngân Trái Đồng Bằng rồi đứng kêu chị, thì chị phớt lờ, chị làm những người xa lạ. Thì em thấy cái hành động đó thì không biết là chị nghĩ như thế nào. Thôi thì ngày hôm nay sẵn là để chị phân tích, em phân tích về chị một hay lời chia sẻ cùng chị. Thì chị nói đi mọi người, nghe khán giả nghe chị Xuân chia sẻ nó nghe mọi người. Đưa ra cái phân tích, cái góc nhìn của tôi. Tại sao nó là vụ lợi. Nếu như mà em nói như vậy, và tất cả mọi người, và Ni và em Hồng Loan cho rằng là tôi vụ lợi từ cái drama của em, từ cái drama của anh nghệ sĩ Vũ Linh, thì kể từ bây giờ tôi sẽ không bao giờ nói về cái drama này nữa. Để cho tôi cho em biết rằng là tôi là người không tồi đến nỗi mà đi kiếm tiền về những cái vụ việc này. Khi người ta không cần mình nữa, khi người ta coi thường mình, không muốn mình nói thì mình lên nói á, thì đó mới gọi là để kiếm tiền. Chị hứa nha chị Mỹ Xuân, chị không nói tới drama này nữa nha. Chị đã nói rồi, chị không hứa tới, chị không nói tới drama này khi người ta không cần mình, khi người ta gọi là không tôn trọng mình. Ủa, có ai lên tiếng cần chị không ta? Chị tự mò đến, chị tự phân tích tới cái drama này đúng không chị? YouTube mà, YouTube thì nghe hơi thì tới thôi, nghe trend lên nóng thì tới, nghe drama nóng thì tới thôi, chứ có ai lên tiếng mà mời chị tới không chị Mỹ Xuân? Chị phải suy nghĩ lại mình nói cái gì nó cho đúng, và chị hứa là chị không lên drama này nữa đúng không?
thì chị phải làm nha, mỗi sầu nhiều với ta. Đó. Từ bây giờ tôi sẽ không bao giờ nói về chuyện của gia đình của em Hồng Loan nữa. Ồ, nhớ nha chị. Sẽ không nói về em nữa, còn tiếp cận em Hồng Loan để lấy thông tin để mà làm YouTube, là những người mà theo quay em đi để đưa lên đó, thì đó mới là tiếp cận. Vì tôi với lại các em ấy không có bị bất kỳ một cái vấn đề gì về tình cảm hay xích mích gì cả, nhưng các em ấy lại là câu view bất chấp, lại đem ra nói ở cái bà đó tự nguyện dân tặng chứ ai mà cần, rồi đem ra gửi lễ. Cái vấn đề mà nói mà cái đôi bông mà để trả lại là tự các em YouTube giật cái tích. À vậy hả? Nói rằng là bà Mi Xuân đòi lại đôi bông gửi lễ đầu này kia, nhưng thật ra tôi chưa hề nói cái câu đó. À, là chị có đòi hay không? Chị không đòi không? Vậy là chị không đòi nhưng mà chị luôn tự trả đúng không? Thì kệ đi, trả thì lấy lại đi. Tại vì chị lấy lòng chị Loan, nhưng mà chị Ni mà chị chơi gọi là chị nói chị Loan với chị Ni thì hắt khỏi chị thì người ta không nhận phải rồi. Thì người ta không nhận thì người ta trả lại cho chị, trả lại cho chị thì chị lấy đi, lấy lại chị của mình mà. Không? Đúng, các em giật tích, các em nói như vậy. Nào giật như vậy? Khán giả nào người ta cũng coi hết cái like của tôi. Người ta chỉ coi ngắn gọn thôi, bắt đầu người ta hiểu lầm rằng à, tôi là người ích kỷ nhỏ nhen đến như vậy. Thì ai là người câu like bất chấp vậy? Còn bây giờ thêm một cái lời thật mất lòng đây nữa nè. À cái gì? Nói về vấn đề lợi ích mà tiếp cận. Hồi nãy tôi nói em Phương Lê rồi đúng không? Đúng. Đó. Thì em Phương Lê nó cũng rõ ràng cái mục đích nó là như vậy rồi. Đó. Còn bây giờ tới em đi. Và tôi hỏi quý vị, tất cả mọi người anh em ruột với nhau, người ta còn chưa có thể bỏ tất cả gia đình của mình đi giúp như vậy. Thì nó có mục đích gì không? Ở đây tôi nhìn, tức là tôi nhìn với cái góc nhìn của tôi. Chứ đừng có lên nói rằng là người ta môi móc nói mình xấu. Phải nên nhớ như thế này, làm cỡ nào đi chăng nữa, có yêu thương cỡ nào đi chăng nữa, mình cũng có gia đình. Bây giờ giúp em Hồng Loan, giúp về vấn đề luật pháp thôi. Chỉ cần về vấn đề luật pháp là cái gì? Là hỗ trợ nó về thuê luật sư đồ này kia, tại vì nó không giỏi để ra cãi tranh tụng gì đó. Thì đâu có... Vậy hả? Vậy sao lúc đầu chị nói là... Hồng Loan không cần mướn luật sư cũng thắng trong vụ kiện mà. Giúp cái gì chị? Giúp chi? Có ai mượn chị tới đâu. Còn chị Ni là người ta giúp bằng cái tâm. Nè, nghe khúc này là mới căng này của chương trình. Nghe khúc này là mới có cái bản chất của chị Mi Xuân nó sẽ hiện ra nha. Nó đang tay thì đang đeo gọi là đeo dây nước biển nha cô chú anh chị. Tay thì đang đeo dây nước biển cực kỳ nha. Đó, còn ngồi trên giường bệnh mà chị Xuân nói nè. Cần phải 24/5 quý vị. Đúng không? Còn ví dụ về vấn đề làm ăn hết tiền, em hết tiền rồi hả, chị chuyển cho em 200 triệu nè, rồi 200 triệu, 500 gì đó, tôi ví dụ như vậy. Rồi mình cũng sẽ là công việc của mình và gia đình của mình. Có ai mà bỏ ra cái công việc 24/24 để mà theo em một con để giúp với mục đích là không có bất kỳ một cái gì không quý vị? Quý vị tin chứ tôi không tin, cứ cho tôi ích kỷ đi. Thì đúng rồi. Chị ích kỷ, chị mới suy nghĩ người ta như vậy. Chị nghĩ ai cũng như chị đã tuyên bố rồi. Chị không giúp Hồng Loan bất cứ một ngàn nào. Nó tại vì xã hội còn rất nhiều người như thế này thế kia. Còn chị Ni á, người ta giúp Hồng Loan từ đầu tới cuối vì người ta muốn Hồng Loan được hoàn thành xong. Hết rồi người ta mới gọi là, người ta gọi là không bỏ, gọi là bỏ con giữa chợ đó chị. Ta bằng cái tình cảm. Theo chị nói chị Ni trục lợi là trục lợi cái gì ở trong đây? Chị nói chị phải có cái bằng chứng, nói chị phải đưa ra được cái lý luận lý lẽ của chị là bằng chứng. Chị Ni giúp Hồng Loan để vụ lợi gì ở đây? Đó, chị phải nói lên vụ lợi gì, đúng không? Đúng không mọi người? Mọi người đúng rồi, mọi người cho em một like và một chia sẻ đi cô chú anh chị. Vụ lợi gì chị phải nói rõ chứ. Cứ cho là tôi là một cái người nghi ngờ đi. Đúng. Nhưng mà cái để thời gian đi, sẽ trả lời cho mọi người biết. Khi mà tôi lên YouTube nha, tôi đều quay cá nhân gia đình của tôi và tôi đều cho mọi người biết tôi là ai. Quý vị có biết em Ni là ai không? Đúng không? Rồi quý vị có biết cái chuyện đời tư của những kênh YouTube khác không? Họ chỉ quay những drama lên thôi, còn quay ra chuyện đời tư cuộc sống của họ, họ là ai, họ làm gì, họ dân ở đâu đều không biết. Thì tôi thử hỏi quý vị, tất cả mọi người xem trên cái video clip từ trước tới giờ cái vụ drama của em Hồng Loan, biết em Ni là ai không? Cuộc sống gia đình của em ấy là ai? Em ấy làm cái gì, đúng không? Tôi biết tôi nói là những người fan cuồng ủng hộ em Ni rồi yêu thương Hồng Loan cho rằng tôi đang môi móc đồng đội, không có. Tại vì em Ni đã khẳng định là tôi không có trong đêm, đúng không? Rồi nói rằng là tôi không có trong cái nhóm mà để mà bạn bè trong nhóm đâu này kia. Thì tôi cũng đã lên tôi nói rồi, họ đâu có đưa tôi vô trong đêm, họ đâu có coi tôi là đồng đội hay là coi tôi là cùng phe với nhau đâu. Đúng, sao coi được.
Chị có cái tính đó ai mà coi chị được. Chị đang sân si với người ta. Chị đã có mang một cái tính gọi là đố kỵ, ích kỷ như vậy thì sao vô tem người ta được. Tem người ta sao có những người ích kỷ như vậy được. Tem người ta là chị phải yêu cầu là chị đi nhà như thế nào. Ủa đâu có ai mà rảnh. Người ta không có khoe giống chị. Chị giàu, chị khoe nhà chị là cái này cái kia, có này có nọ. Còn những anh em YouTube, người ta đi qua YouTube cần gì phải khoe nhà phải cửa người ta. Chị về mình chị lôi cái này ra chị vậy chị mới xuân. Nhà chị giàu, gia đình chị khá giả, chị khoe được. Còn người ta nghèo, người ta giấu chết mẹ luôn, chứ khoe làm gì. Còn chị Ni thì bà giúp Hồng Loan, chứ bà đâu có làm gì đâu mà phải đi khoe nhà khoe cửa lên để làm gì hả. Còn chị thích khoe, chị thích khoe khoang đó, chị thích tặng một sòn cho để lấy lòng nè. Em hỏi thiệt mà, chị tặng đôi bông hột sòn cho chị gọi là chị Hồng Loan để làm gì? Mục đích của chị làm gì? Mục đích của chị làm cái gì? Là chị phải lợi dụng, chị cũng muốn là lấy lòng của chị Loan hay không? Nếu mà chị nói chị thương chị Loan với một cái tình cảm chị em tặng để làm kỷ niệm thì chị gọi là chị quá xạo. Tại sao? Tại vì chị nói còn nhiều người mà gọi là khơ nhỡ khó khăn hơn chị Loan nữa. Vậy sao chị không lấy đôi bông đó chị quy đòi chị lấy tiền của đôi bông đó chị cho giúp người nghèo đi, mà chị đem chị tặng cho chị Loan. Chị giờ chị lên chị ngồi chị khóc lóc, chị Loan có xin chị không, hay là tự chị đem lên chị dâng hiến chị tặng cho người ta, xong rồi chị lên chị kể lễ. Mà trong cái chị bệnh hoạn như thế này, chị còn đeo gọi là ống dây vô nước biển tè lè, nhà mà chị cũng ngồi chị sân si. Trời ơi, thương chị quá, tội nghiệp quá chị. Mi Xuân làm nhẹ nhẹ thôi, coi chừng nhập viện nặng đó nha. Bình thường mình phải làm, mình phải giữ sức khỏe, như chị nói sức khỏe là quan trọng. Vậy sao mà chị cứ lên chị sân si chị hoài vậy trời. Ở đây tôi không có quan tâm đến những người đó, ở đây tôi chỉ quan tâm về em Hồng Loan đối xử và coi tôi là người như thế nào, có tôn trọng tôi hay không. Đó là như vậy. Còn ví dụ em Hồng Loan với tôi tiếp xúc như thế nào thì chỉ có tôi với em Hồng Loan biết mà thôi. Câu chuyện gia đình của anh Vũ Linh thì người yêu thương Hồng Loan, bảo vệ Hồng Loan thật sự là chỉ có anh Vũ Linh và em Bình Tinh. Nhưng trong khi đó là hai người đó, người ta yêu thương cỡ nào người ta cũng có công việc làm của người ta. Khi nào cần về mặt tiền bạc thì người ta sẽ hỗ trợ. Khi nào cần về mặt pháp lý người ta sẽ hỗ trợ, chứ không ai 24/24, đúng không? Thì ở đây em đi nói là mình là người có gia đình, mình là một người doanh nhân, thì tôi thú thật với lại quý vị là doanh nhân rất là bận rộn, chứ không có ai mà rảnh mà 24/24 bên em Hồng Loan. Cái thứ ba nữa, nếu như có gia đình thì đi kiểu đó được, con cái ai coi, rồi con cái nó hư hỏng rồi làm sao? Không lẽ là quan tâm gia đình của em Hồng Loan, một cái người mới quen biết mà để bỏ hết tất cả công việc, bỏ hết gia đình để mà theo hỗ trợ em Hồng Loan, nó có mục đích. Chửi tôi chịu quý vị, còn đây là cái sự nhìn nhận của tôi. Còn cái vấn đề của em đó, mọi người nghe rất rõ không? Ủa mà chị phân tích cái vấn đề đó anh chị, vậy chị Mi Xuân, chị phân tích là chị không biết hổ thẹn với lương tâm chị, chị không biết nhục với khán giả hay sao vậy? Mà tự nhiên bây giờ giả sử chị Ni có làm danh nhân hay cái gì, nhưng mà người ta có thời gian, người ta bỏ ra, người ta giúp chị Hồng Loan, đó là chuyện của người ta. Còn cái người ích kỷ như chị nói ra là biết đến vụ lợi, đến để làm cái gì, để quay YouTube kiếm tiền thôi đó. Chị đến với cái Hồng Loan để là cái gì? Mục đích chị là quay YouTube để chị kiếm tiền đó. Còn bà Ni này, bà có gia đình hay là cái gì, bà sắp xếp được công việc của bà đã giúp chị Hồng Loan với một cái gọi là mình từ đầu drama. Mọi người chị cứ hỏi hết khán giả đi, chị Ni đến với chị Hồng Loan này giúp chị Loan thì chị Ni có trụ lợi được cái gì hay không, mà chị đang nói người ta trục lợi. Trục lợi là trục lợi cái gì, chị phải phân tích rõ ra cho cô chú anh chị khán giả người ta nghe, để người ta tẩy chay chị chết á. Tại vì chị nói chị lúc đầu chị theo phe Hồng Loan, sau khi mà chị bị người ta phát hiện chị cái gì đó, người ta đẩy chị ra phía bên ngoài thì chị lại lên lòng lộn lên. Khi mà chị bệnh như thế này chị cũng lòng lộn lên, chị làm clip, chị phân trần, chị đánh vào chị Ni đó. Mà chị Ni là cái người mà đã giúp Hồng Loan từ đầu tới bây giờ, thậm chí ông Vũ Lưng cũng chưa giúp được như vậy, bà Phương Lê cũng chưa giúp được như vậy. Chị nghe chính miệng chị Hồng Loan, bà cũng nói rồi, đi đâu đi đây đi đó cũng là chị Ni sát cánh bên Hồng Loan đó. Một con người như vậy trục lợi, chị Hồng Loan có cái gì mà để trục lợi hả? Chị Hồng Loan có cái gì mà để cho bà Ni này bà trục lợi đâu? Mọi người nói giùm em coi. Còn cái bà Mi Xuân này là bà đang ghen ăn tức ở với bà Ni, không được tiếp cận gần Hồng Loan, đúng không mọi người? Chị nói như vậy thì tự chị giả vào mặt chị đang là ganh tị. Cái sự ganh tị của chị, cái sự đố kỵ chị nó hiện lên.
Tuy là chị nói chị không ganh tị, chị không đố kỵ, nhưng mà đây là bằng chứng để nói lên vấn đề đó, đúng không mọi người? Đó, chị Ni là người giúp chị Loan và chị Loan cũng như vậy. Và tại sao chị chặt tặng quà cho người ta mà người ta không tôn trọng chị, người ta không thèm? Tại vì sao? Tại vì chị muốn lấy lòng Hồng Loan. Chị đem bông, đem này, đem kia chị tặng. Nhưng mà thật sự người ta không có quan tâm. Đúng không? Tại người ta đọc được cái suy nghĩ của chị. Ích kỷ, chị bỏ ra một món đồ như vậy để làm gì? Để chị tiếp cận để chị không được mẹ vậy. Đúng không? Đúng không mọi người? Đó, mình nói thì nó có sách mấy cái chân. Nè, mình nghe đó thì cái clip này nó dài lắm. Nè, bà đang bệnh, bà ngồi trên giường bệnh mà bà còn nói chuyện như vậy đó thì mọi người hiểu rồi, đúng không? Đó. Thì bây giờ em cho mọi người nghe những cái bình luận. Chị ơi, cái đầu tiên, chị ơi, em thấy cái tôi của chị quá cao nên bỏ xuống bớt đi. Thấy chị rất sân si nên dưỡng bệnh đi chị. Cứ nói chuyện mà vẫn lên gào thét, moi móc việc nhỏ rồi nhất than trách chị bị bệnh. Thật mất lòng, sự thật mất lòng, chị đừng buồn. Đó, chị thấy không? Khán giả còn khuyên chị bệnh thì nghỉ ngơi đi. Đừng có lên mà sân si với người ta, môi móc người ta ra làm cái gì. Đã người ta không thích mình thì mình dẹp đi. Mà nãy chị hứa là nghe, đừng có nói tới chuyện này nữa. Bệnh rồi nghỉ ngơi đi chị. Em cũng khuyên chị thật lòng như vậy. Rồi, có người nói nè. Thấy Phương Lê được Vũ Lưng dỗ về, cũng lên hò hét coi ai có dỗ về mình hay không. Đó, chị thấy không? Bà này với Phương Lê là một loại người á. Đó, tức nghĩa người ta nói chị với Phương Lê là cùng một loại người thôi. Đó, hiểu không? Chị đừng có mọi Phương Lê ra cũng làm gì. Chị với Phương Lê là một loại người đó, khán giả nói nha, chứ không phải em. Đó. Nè, cái câu bình luận này mới hay nè. Misun ơi, chị thấy em nên dừng lại đi. Em nói ít hiểu nhiều, em càng nói chị thấy em càng sai. Đừng nói ra những lời không hay cho người ta chia đàn sẻ nghé. Từ đầu chị thấy em yêu thương học em Hồng Loan, có thương thì thương cho trót. Giờ em đừng nên nói xấu một ai trên đây. Chị khuyên em có bệnh mình nên giữ sức khỏe, đừng nói xấu Hồng Loan tội nghiệp cho em ấy. Không còn cha mẹ, đừng làm cho cuộc đời Hồng Loan khổ thêm nữa nha em. Đó, chị nghe không chị Misun? Khán giả mà người ta còn nói chị như vậy thì chị mới hiểu. Chị thật là bây giờ, ngày xưa sao chị đến với Hồng Loan, chị tiếp cận Hồng Loan, chị đi đây đi đó với Hồng Loan, rồi chị chia sẻ, chị nói rất là chị bảo vệ Hồng Loan. Mà bây giờ chị lên chị nói như vậy, khán giả người ta còn bức xúc vậy mà. Vậy là chị mới hai mặt không? Khi mà chị tiếp cận không được, chị gọi là chị tiếp cận không được thì chị bị bỏ rơi đó. Thì chị lên chị bêm ngược lại người ta. Thua rồi chị ơi. Chị Misun bệnh nằm viện rồi nên theo em chị đừng phí sức tranh cãi với cộng đồng mạng về tất cả drama nữa. Giờ lo nghỉ dưỡng đi chị, đi du lịch thư giãn với cháu nội, chăm sóc vườn cây, sống cho thảnh thơi sẽ tốt hơn làm mấy cái bình luận về drama, vừa rước thêm phiền phức vừa gây thêm bao sóng gió. Tiền chị không thiếu nên theo em chị đừng dừng lại sẽ tốt hơn cho chị nhé. Tiền chị không thiếu thì chị hãy dừng lại đi, đi giữ cháu nội hay đi du lịch rồi đi chị, thăm vườn trái cây đi. Chị nằm viện suy nghĩ cho kỹ nha, chị làm vậy có đúng không với Hồng Loan không? Ai mổ xẻ thì chị tìm mấy người đó mà đấu chiến với họ. Hồng Loan có nói gì chị đâu mà chị làm đau Hồng Loan vậy. Chị không thích người ta, chắc người ta thích chị à. Chị bệnh nặng lắm thì đừng sân si nữa chị à. Trời. Bây giờ đọc những comment của chị, người ta chửi chị quá trời. Tốt nhất là cô không nên nói gì hết sẽ tốt hơn. Khi mà cô không nhìn thấy mình sai, cô từng nói với Hồng Loan không chịu nhìn thấy cái chỗ sai của mình, nào mà bây giờ lại đi vào bến xe đổ của Hồng Phượng chứ lộn. Cô từng nói Hồng Phượng không chịu nhìn vào cái sai chỗ nào mà bây giờ cô lại đi vào bến xe đổ của Hồng Phượng. Dù cho bây giờ có nói gì đi nữa cô cũng không chấp nhận được kiểu y chang mẹ con nhà cám. Cô từng nói là cả cộng đồng mạng ủng hộ Hồng Loan, chẳng lẽ sai hết hay sao? Rồi bây giờ lại tới
tới những gì hôm nay cô làm và nói những lời khó nghe. Có một nguyên do nào đó chỉ mình cô biết mà thôi. Hãy đối diện với cái lương tâm của mình sẽ nhận ra được sai cái chỗ nào. Mình chỉ có đôi lời gửi đến cô. Chúc cô nhiều sức khỏe, vượt qua bệnh tật. Khán giả gửi lời cho chị đó chị. Bà không nói đến chuyện của Hồng Loan. Tất cả những người ủng hộ Hồng Loan cảm ơn bà. Cảm ơn bà tạo nghiệp. Đừng cho mình là quan trọng, bắt mọi người quan tâm. Người ta phải sống lo cho cuộc sống quá hung hăng, sân si. Cứ lo cho mình hay là giỏi, cứ tự cho mình hay là giỏi. Bạn càng nổi sân si thì tâm càng mệt mỏi. Bắt bẻ người khác từng câu từng chữ làm chi? Im lặng sẽ là cách trả lời hay nhất. Hãy buông ra, hãy giữ gìn sức khỏe em ạ. Đó thôi, đọc nhiều thôi, đọc như đó thôi mọi người. Chứ nhiều cái comment lắm, để clip sau em đọc tiếp cho. Đó. Thì cô chú anh chị thấy qua cái những cái bình luận và những cái lời chia sẻ mà của chị Mi Xuân á mọi người, thì cô chú anh chị thấy như thế nào? Mọi người đã nhận xét thì em khuyên chị Mi Xuân á là bệnh rồi hãy dưỡng bệnh đi chị, đừng có sân si. Và chị hứa dừng thì em nghĩ chị theo nghe lời cộng đồng mạng, chị nên dừng là tốt nhất đó. Chứ chị lên mà chị cứ sân si kiểu này thì em nghĩ là không ổn đâu, không ổn cho sức khỏe của chị đó. Chứ riêng em thì không có gì đâu đó. Còn chị bây giờ, chị Hồng Loan là một người mà đã như vậy rồi thì cô chú anh chị người ta rất là thương. Chị Hồng Loan cũng chưa bao giờ mà hình trách hờn chị cái gì, cũng chưa nói chị gì mà chị cứ đem ra chị nói trên này. Thì chẳng khác gì chị lúc đầu chị ủng hộ, bây giờ chị quay xe đó. Thì cộng đồng mạng người ta cũng nhìn nhận được cái câu chuyện và cái sự việc đó. Thì thôi em khuyên chị dừng lại và dưỡng bệnh đi chị, về giường chơi với cháu nội rồi đi du lịch rồi cho nó khỏe thân. Thôi thì một lần nữa em cũng tạm dừng cái video tại đây mọi người, nó cũng khá là dài rồi. Thì mong của chú anh chị xem kênh, nhớ bấm like và theo dõi. Thì em cũng có bán những cái mặt hàng sau đây, thì cô chú anh chị nào thương tình thì yêu mến thì ủng hộ cho em. Rồi một lần nữa cho em chào và hẹn gặp lại tất cả các chú anh chị thương mến thì ủng hộ em bằng cách like và chia sẻ video, mua hàng ủng hộ em qua số điện thoại trong màn hình. Rồi bye bye tất cả mọi người. Hi, xin chào tất cả mọi người, xin chào tất cả các chú anh chị đã quay trở lại với chuyện đời thường ngày hôm nay. Thì ngày hôm nay tiếp tục trên tay em chào bán một cái sản phẩm cực kỳ hiệu quả cho cô chú anh chị sử dụng. Mọi người trung niên lớn tuổi thường đau nhức xương khớp, đau lưng nhức mỏi, đau xương khớp đồ, mọi người hãy dùng thử chai này nha mọi người. Đây là nước cốt nhào, nước cốt nhào ủ đường trị đau lưng nhức mỏi, đau xương khớp cực kỳ hay nha mọi người. Là nhào nguyên chất, nó nhào nguyên chất được ủ với đường phèn để lên men để lấy ra một cái dung dịch như thế này đó. Thì đây là cái sản phẩm nhà làm. Thì nước cốt nhào ủ đường này thì cô chú anh chị đã sử dụng và đã hiểu rất là rõ về công dụng rồi đúng không? Đó, cô chú anh chị nào chưa sử dụng thì hãy mua một lần để trải nghiệm như cô chú anh chị. 300.000 bao ship toàn quốc là chai 1 lít như cô chú anh chị. Chai như thế này là 1 lít. Nước cốt nhào ủ đường, đó tức nghĩa là khi trái nhào chín, người ta lấy, người ta ủ với đường phèn trong vòng 3 tháng và lược hột và lấy cái nước này. Và đặc biệt đây là nhào rin nguyên chất 100%, rất tốt cho sức khỏe như cô chú anh chị. Đặc biệt công dụng của trái nhào là trị đau nhất thì cô chú anh chị khỏi bàn rồi. Cô chú anh chị muốn tìm hiểu thêm, cô chú anh chị cứ lên Google search công dụng của trái nhào là quý vị sẽ biết liền. Đây là chuyên trị đau lưng nhức mỏi, đau thần kinh tọa, đau nhức xương khớp cực kỳ hay, cực kỳ hiệu quả. Một chai như thế này là 300.000 bao ship toàn quốc như cô chú anh chị. Và đặc biệt kèm theo với cái đó thì có một cái chai cao so bóp trị bông gân, nó tê bì chân tay, đau nhức chỗ nào quý vị xịt chỗ đó vào. Đây là chai thuốc xịt nha mọi người, nó gỡ nắp ra và quý vị xịt, quý vị gỡ nắp ra và quý vị xịt bóp sẹt sẹt lên ngay chỗ dùng đau và so so bóp bóp là bao của chú anh chị nha mọi người. Xịt một ngày 3-4 lần đó. Đây là nó có công dụng ở đây, hướng dẫn sử dụng ở đây, mọi người hãy sử dụng đi rồi mọi người sẽ biết nha mọi người. Đó, 135.000 bao ship toàn quốc luôn. Còn cô chú anh chị nào muốn uống cái chai này thì uống, cái chai này không được uống nha mọi người, chai này chỉ xịt thôi đó. Mọi người muốn tốt nữa thì mọi người mua một cặp, một liệu trình một cặp của nó, đó là mọi người sẽ sử dụng, mọi người sẽ biết. Nước cốt nhào thì 300.000 một chai, còn cao so bóp là 135.000 đó. Đây là nhà làm nghe cô chú anh chị. Cô chú anh chị nào mà đau nhức xương khớp, đau lưng nhức mỏi, cô chú anh chị cứ liên hệ với em đó, số điện thoại nằm trên góc trái màn hình nha mọi người. Ok, thì một lần nữa thì xin chào và hẹn gặp lại tất cả cô chú anh chị. Mọi người yêu mến sản phẩm nào mọi người cứ liên hệ với em. Ok mọi người.